Người thấy được chân đế có phải là họ đã thấy pháp không? Cách nói này nó không có ổn. Mà nên nói là cái người đã thấy pháp là người thấy được chân đế. Tại sao sư nói như vậy? Tại vì đó cái pháp ấy, được nói ở đây là cái phương pháp mà những cái pháp mà chúng ta thấy, phương pháp chúng ta thực hành. Trong những cái pháp đó nó có cái pháp tục đế và cũng có cái pháp chân đế. Nhưng mà cái pháp mà khi Đức Phật nói ở đây đó là những cái phương pháp nhờ đó chúng ta thực hành, chúng ta thấy được các cái pháp chân đế. Cho nên ấy, chân đế nó cũng là pháp. Nhưng mà pháp á, nó không có nghĩa hoàn toàn là chân đế. Mà pháp nó gồm có cả tục đế lẫn chân đế. Thì trong một số trường hợp ấy, cái chân đế được nói đến thì cũng là pháp. Mà pháp và chân đế nó là một. Trong một số bài kinh, cái pháp và cái chân đế nó là một. Nhưng mà trong một số bài kinh ấy, cái pháp nó không có nghĩa là chân đế. Trong một số bài kinh, cái pháp nó có cả hai nghĩa, tục đế lẫn chân đế.